Bộ Công Thương cho biết, theo báo cáo của các địa phương và các đầu mối kinh doanh xăng dầu, thì hiện nay chưa có bất kỳ khiếu nại nào của người tiêu dùng về chất lượng xăng E5 trên thị trường. Hiện nay, nguồn cung ethanol nhiên liệu để phối trộn thành xăng sinh học E5 chủ yếu đến từ hai nhà máy nhiên liệu sinh học của công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Lâm với tổng công suất 150.000 tấn một năm, đủ để phối trộn trên 3 triệu tấn xăng sinh học E5 một năm. Để thay thế khoáng sản RON92 bằng xăng sinh học E5 theo đúng lộ trình, Bộ Công Thương đề nghị các địa phương, đặc biệt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, v.v. cần kiên trì thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu liên kết chặt chẽ đảm bảo nguồn cung ethanol, mở rộng thêm trạm phối trộn xăng E5.